Tại Hà Nội, Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức hội thảo chuyên ngành ngôn ngữ với sự tham gia thuyết trình của giáo sư Fazad Sarafian, phó trưởng khoa đào tạo nghiên cứu Đại học nước Úc, MOSAS. Nhiều chuyên gia ngôn ngữ đầu ngành trong nước cũng đã tham dự và đóng góp ý kiến tại hội thảo. Với chủ đề ngôn ngữ học văn hóa và sự ý niệm hóa văn hóa các bộ phận cơ thể người qua các nền văn hóa, giáo sư Fazad Sarafian đã mang đến một cách nhìn nhận mới về mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn hóa và ý niệm hóa. Theo đó, ông cho rằng một trong những yếu tố dẫn đến việc các dân tộc khác nhau có cách nhìn nhận thế giới quan khác nhau là do văn hóa. Chính văn hóa đã tác động đến việc hình thành ý niệm hóa các sự vật khách quan này. Cũng tại hội thảo, giáo sư Fazad Sarafian đã chia sẻ nhiều nội dung mới mẻ về lĩnh vực ngôn ngữ học văn hóa ứng dụng. Giáo sư Fazad Sarafian là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ học văn hóa, người đã phát triển mô hình lý thuyết ý niệm hóa văn hóa và ngôn ngữ, mở rộng các công cụ phân tích và những bước tiến về mặt lý thuyết trong hàng loạt lĩnh vực, bao gồm ngôn ngữ học tri nhận, nhân học tri nhận, ngôn ngữ học nhân học và tâm lý học tri nhận. Ngày hôm nay, 23 tháng 7, giáo sư Fazad Sarafian tiếp tục có buổi thuyết trình tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề Ngôn ngữ học văn hóa, tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế và giao tiếp liên văn hóa, tác động đối với việc giảng dạy và nghiên cứu. Tại Hà Nội, Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức hội thảo chuyên ngành ngôn ngữ với sự tham gia thuyết trình của giáo sư Fazad Sarafian, phó trưởng khoa đào tạo nghiên cứu Đại học nước Úc, MOSAS. Nhiều chuyên gia ngôn ngữ đầu ngành trong nước cũng đã tham dự và đóng góp ý kiến tại hội thảo. Với chủ đề ngôn ngữ học văn hóa và sự ý niệm hóa văn hóa các bộ phận cơ thể người qua các nền văn hóa, giáo sư Fazad Sarafian đã mang đến một cách nhìn nhận mới về mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn hóa và ý niệm hóa. Theo đó, ông cho rằng một trong những yếu tố dẫn đến việc các dân tộc khác nhau có cách nhìn nhận thế giới quan khác nhau là do văn hóa. Chính văn hóa đã tác động đến việc hình thành ý niệm hóa các sự vật khách quan này. Cũng tại hội thảo, giáo sư Fazad Sarafian đã chia sẻ nhiều nội dung mới mẻ về lĩnh vực ngôn ngữ học văn hóa ứng dụng. Giáo sư Fazad Sarafian là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ học văn hóa, người đã phát triển mô hình lý thuyết ý niệm hóa văn hóa và ngôn ngữ, mở rộng các công cụ phân tích và những bước tiến về mặt lý thuyết trong hàng loạt lĩnh vực, bao gồm ngôn ngữ học tri nhận, nhân học tri nhận, ngôn ngữ học nhân học và tâm lý học tri nhận. Ngày hôm nay, 23 tháng 7, giáo sư Fazad Sarafian tiếp tục có buổi thuyết trình tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề Ngôn ngữ học văn hóa, tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế và giao tiếp liên văn hóa, tác động đối với việc giảng dạy và nghiên cứu. Tại Hà Nội, Viện Ngôn ngữ học đã tổ chức hội thảo chuyên ngành ngôn ngữ với sự tham gia thuyết trình của giáo sư Fazad Sarafian, phó trưởng khoa đào tạo nghiên cứu Đại học nước Úc, MOSAS. Nhiều chuyên gia ngôn ngữ đầu ngành trong nước cũng đã tham dự và đóng góp ý kiến tại hội thảo. Với chủ đề ngôn ngữ học văn hóa và sự ý niệm hóa văn hóa các bộ phận cơ thể người qua các nền văn hóa, giáo sư Fazad Sarafian đã mang đến một cách nhìn nhận mới về mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn hóa và ý niệm hóa. Theo đó, ông cho rằng một trong những yếu tố dẫn đến việc các dân tộc khác nhau có cách nhìn nhận thế giới quan khác nhau là do văn hóa. Chính văn hóa đã tác động đến việc hình thành ý niệm hóa các sự vật khách quan này. Cũng tại hội thảo, giáo sư Fazad Sarafian đã chia sẻ nhiều nội dung mới mẻ về lĩnh vực ngôn ngữ học văn hóa ứng dụng. Giáo sư Fazad Sarafian là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ học văn hóa, người đã phát triển mô hình lý thuyết ý niệm hóa văn hóa và ngôn ngữ, mở rộng các công cụ phân tích và những bước tiến về mặt lý thuyết trong hàng loạt lĩnh vực, bao gồm ngôn ngữ học tri nhận, nhân học tri nhận, ngôn ngữ học nhân học và tâm lý học tri nhận. Ngày hôm nay, 23 tháng 7, giáo sư Fazad Sarafian tiếp tục có buổi thuyết trình tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề Ngôn ngữ học văn hóa, tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế và giao tiếp liên văn hóa,
tác động đối với việc giảng dạy và nghiên cứu.